sắp đến lớp 12 rồi, bây giờ đường cao chúng ta đều mà em phải dùng Pitagor, bao giờ xong được bài này? Để những công thức dùng rất nhiều, hỏi lúc nào phải ra về luôn. Chắc là chưa làm bài tập về nhà đúng không? Mang bài tập về nhà đây thì kiểm tra nào. Bài tập về nhà suốt ngày bài tập về nhà ơi. Quả này nghiệm rồi. À, nghĩa các trả thù thầy rồi. Bây giờ phải cho thầy tham gia thử thách 24 giờ mới được. Thế thầy, nghĩa tiếp theo nó đều với A là gì ạ? Thế cũng hỏi, S bằng A bình nhân 3 trên 4. Thế thầy năm nó trả lời, đường chéo của hình vuông A là gì ạ? A căn 2, ứng tổng quát là cạnh hình vuông nhân với căn 2. Thầy Sơn ơi. Nhưng mà trả lời ngay luôn nhá, đường cao nó đều là gì ạ? Cạnh nhân căn 3 trên 2. Thôi thầy ơi, lại lại em nè. Dạ, bài học gì ở đây? Thể tích của tứ diện đều với A là gì ạ? Câu này vừa dạy uống chưa không nào? V bằng căn 2 A phần 3 trên 12. Thầy Sơn ơi, thể tích cho tứ giác đều cạnh đáy bằng A cạnh B bằng B là gì ạ? Câu này thì không cần thiết các bạn nhớ nhá. Mà nếu đã hỏi thì thể tích của mình sẽ bằng A bình nhân 4B bình trừ 2A bình chia 6.